Xin chào tất cả các bạn, anh chị và các cô chú. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các anh chị và cô chú một món nước từ gạo cẩm. Đó là mình sẽ làm nước gạo cẩm rang. Ở đây thì mình chuẩn bị nửa chén gạo cẩm. Gạo cẩm, gạo nếp cẩm này thì rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là nó có chất chống oxy hóa rất là cao, giúp ngăn ngừa một số bệnh về tim mạch cũng như là một số bệnh ung thư. Đối với cái gạo cẩm này thì mình có thể dùng để chế biến rất nhiều món, nhưng mà để đơn giản và tiện lợi nhất mà mình cũng có thể tận dụng được cái dưỡng chất trong gạo cẩm, đó là mình có thể rang và mình uống cái nước gạo cẩm hàng ngày. Nó rất tốt cho sức khỏe, và đặc biệt là các cô chú anh chị là bị bệnh xương khớp, gạo cẩm cũng rất là tốt, cung cấp rất nhiều chất xơ, và trong gạo cẩm cũng là loại gạo mà chứa ít đường, cung cấp vitamin E và chứa rất nhiều các gốc chống oxy hóa. Bây giờ thì mình sẽ đem rang để hiểu thêm nhiều cái công dụng tốt của gạo cẩm. Thì các anh chị và cô chú có thể tìm hiểu ở trên internet nhé. Nó có rất nhiều các những cái bài viết về cái tác dụng rất tốt của gạo cẩm. Bây giờ thì mình sẽ rang nhé. Gạo cẩm này thì nếu mà dùng để rang nước để uống thì các anh chị và cô chú có thể là mình vo cái gạo nó sạch rồi mình mang mình phơi ráo nước rồi mình rang cũng được. Còn không thì mình cứ để gạo như vậy, mình rang xong và trước khi mỗi lần mà mình nấu thì mình vo sơ cũng được, không làm cách nào cũng được, miễn là thuận tiện cho các anh chị và cô chú thôi. Mình không cần nhất thiết là mình phải vo trước hay vo sau, tại vì khi mình rang xong mình vo cũng được, không vấn đề gì hết. Mình vo đi để mình cho một nước hoặc hai nước cho cái bẩn và cái chấu nó ra đi thì nó ra hết cũng được. Còn gạo này thì mình đã vo và mình phơi này, mình vo rửa đi rồi mình phơi. Cứ rang như rang gạo bình thường, khi nào mà thơm là được. Gạo mình rang thì khi mà nó nổ như này lên này là nó có mùi thơm là được. Uống nước cái gạo cẩm rang này, một là các anh chị và cô chú có thể mình mang cái gạo mình đã rang sẵn như thế này, mình cho vào nồi và với nửa chén gạo cẩm rang thì mình cho khoảng 2 đến 2,5 lít nước và mình nấu trong vòng sôi khoảng 20 đến 25 phút thì mình tắt bếp và mình lấy nước của mình uống. Hoặc có thể tiết kiệm thời gian hơn là bây giờ làm theo cách thứ hai, theo cách của mình, đó là các anh chị và cô chú có thể cho cái gạo mình đã rang sẵn này mình cho vào cái bình thủy, ở ngoài Bắc thì gọi là cái phích để đựng nước sôi đấy ạ, và mình nấu nước sôi và mình chế vào thì mình ủ trong bình thủy tầm khoảng từ 3 đến 4 tiếng thì cái gạo của mình nó cũng sẽ chín, nó nở mềm, nó ra cái nước màu nước cẩm rất là đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ mang và bỏ vào bình, chế vào bình thủy để mình ủ nhé. Đây là cái bình thủy hay còn gọi là cái phích để đựng nước sôi mà mình đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần gạo mà mình đã rang vào trong phích nhé. Rang lên thì nó nổ lên thì nó thơm một bạn.
màu của cái nước gạo cẩm này thì nó sẽ đậm và nó đẹp hơn cái màu của nước gạo lứt. Ở video lần trước thì mình có chia sẻ một cái video làm về nước gạo lứt cho các anh chị và các cô chú. Thì ở video đó thì cũng có một số cô chú hỏi mình là cái gạo này mình cần vo trước không? Thì gạo này thì thường thường thì mình vo trước khi mà mình rang. Nhưng mà mình rang xong mình vo để rồi mình chế nước vào cũng không sao, y như là mình pha trà với anh chị và các cô chú. Đây, và bây giờ thì mình đã đun sẵn một ấm nước và mình chế nước vô. Mình ủ khoảng từ 3 đến 4 tiếng là mình có thể sử dụng được rồi. Nó rất là đơn giản. Hoặc là các anh chị và cô chú có thể mình ủ từ tối và mình dùng vào sáng ngày hôm sau. Cái này thì mình có thể dùng trong ngày nhé. Được, đó, mình đã chế cho nó đầy nước lên và mình đậy nắp lại. Mình ủ tầm 3-4 tiếng. Lát nữa mình sẽ lấy ra cho các cô chú và anh chị xem cái nước của mình ủ xong nhé. Và đây là nước nếp cẩm mà mình đã ủ được trong vòng 4 tiếng nhé. 4 tiếng bây giờ mình sẽ đổ ra ly để cho các anh chị và cô chú thấy nhé. Mình hơi lắc nhẹ một chút. Cái mùi gạo nếp cẩm rang rất là thơm. Màu rất là đẹp, màu đỏ rất là đẹp. Và đây là ly nước nếp cẩm rang mà mình vừa hoàn thành xong. Dạ vâng, đây màu rất là đẹp. Mình có thể uống một cái bình thủy, một cái thích này thì là 2 lít ạ, và có thể uống trong vòng một ngày, rất là tốt. Nếu mà bình thường các anh chị và cô chú thì có thể mình rang một lần nhiều và mình có thể dùng dần nhé. Mình có cái bình thủy này thì rất là tiện, mình không cần phải đun nấu hay là canh gì cả. Mình chỉ cần bỏ vào là mình ủ vậy, là mình từ tối là đến sáng mai, là buổi sáng tới là mình đã có nước này uống, là rất là tốt cho sức khỏe. Video thực hiện món nước gạo nếp cẩm rang của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú và anh chị trong những video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.